Hai là tất cả mọi người, vấn đề nuôi con thì luôn là một vấn đề rất là vất vả. Chưa có ai nói rằng là việc nuôi con là một công việc đơn giản hay nhẹ nhàng cả. Mình thì mình cảm thấy rằng là rất là may mắn bởi vì là đã được sinh ra ở thời này, khi mà chúng ta có những cái sản phẩm hay là những cái công cụ đã giúp cho chúng ta rất là nhiều trong cái công cuộc chăm con và nuôi con. Và trong cái quá trình mà mình chăm bạn Thỏ ấy, mình có mua một số những sản phẩm để sử dụng và mình cảm thấy rằng là nó rất là hữu ích, nó rất là tiện lợi. Vì thế là mình muốn chia sẻ đến mọi người để cho mọi người sẽ có thêm được những cái thông tin tham khảo. Và với những mom nào mà đang cân nhắc là không biết nên mua loại sản phẩm này không, hoặc là nên mua những sản phẩm nào để giúp ích cho cái công cuộc chăm con của mình, thì các mom có thể tham khảo để chúng ta sẽ giúp cho công cuộc chăm con của chúng ta trở nên đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn, và bản thân mình có nhiều thời gian để làm việc khác hơn nha. Ok, thì sản phẩm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu mọi người đấy là chúng ta hãy nên mua máy hút sữa. Mình có làm vài video chia sẻ về vấn đề của máy hút sữa, là như kiểu là có nên máy hút sữa hay không, hoặc là dùng máy hút sữa nào. Thì đối với mình ý, máy hút sữa nó như kiểu là một người bạn đồng hành cùng với mình trong cái công cuộc mà mình phải nuôi bạn Thỏ bằng sữa mẹ. Rút ra từ kinh nghiệm thực tế của mình nhá, khi mà mình dùng máy hút sữa để kích sữa, để duy trì lượng sữa cho bạn Thỏ, thì bạn Thỏ cũng đã được bú mẹ, được dùng sữa mẹ trong một khoảng thời gian khá là dài, và điều đấy khiến cho mình cũng cảm thấy rằng là cái máy hút sữa nó thật sự là hữu ích và hiệu quả. Và mình có một lời khuyên cho các bạn đang phân vân máy hút sữa là lời khuyên lại thôi, đấy là chúng ta cũng cứ mạnh dạn mua máy hút sữa đi, bởi vì nó là một cái sản phẩm rất là hữu ích, rất là tiện lợi cho chúng ta, và đối với mình thì nó là sản phẩm không thể thiếu được. Ok, sản phẩm thứ hai mà mình muốn chia sẻ với mọi người ấy, đấy là chiếc bình đun nước hiển nhiệt độ nha. Cái bình đun nước này đối với mình ý, thì mình cảm thấy nó là một cái món đồ rất là quan trọng và cũng rất là tiện lợi luôn. Nhất là với những mom nào mà cho con bú, cho con dùng sữa ngoài hoàn toàn, thì cái bình đun nước này nó thật sự là quan trọng, bởi vì là không phải chỉ riêng chúng ta mà có thể là có cả người nhà của chúng ta sẽ pha sữa cho con nữa, và mọi người cũng sẽ không thể nào biết được là cái nước mà pha sữa sẽ là bao nhiêu độ, đúng không? Thì cái bình đun nước đấy khi mà chúng ta dùng ấy, thì chúng ta có thể cài đặt nhiệt độ được. Sữa của mỗi nước thì sẽ được pha với một cái nhiệt độ nhất định. Vì thế cho nên là khi mà chúng ta dùng cái bình đun nước này thì sẽ rất là tiện, chúng ta có thể set up ở cái nhiệt độ đấy, xong chúng ta sẽ pha sữa, và kể cả người nhà chúng ta nhá, khi dùng cái bình đun nước thì nhiệt độ này sẽ rất là thế là tiện ích, chỉ cần ấn nút đến cái nhiệt độ đấy là có thể dùng được nước để pha sữa cho con rồi. Và nó cũng có một cái lưu ý nhỏ thôi, đấy là khi mà chúng ta dùng nước để mà pha sữa thì chúng ta phải dùng, mình thì mình hay dùng nước là đun sôi để nguội rồi, xong mình sẽ cho vào bình đấy để mình đun đến nhiệt độ hẹn giờ nhiệt độ pha sữa đấy thì mình sẽ stop lại, thế thôi. Còn với những nhà mà dùng nước khoáng đóng chai hay là nước bình thường, nước mưa hoặc là nước máy chẳng hạn, thì không nên nha. Mọi người nên dùng nước đun sôi để nguội rồi sau đấy sẽ kiểu như kiểu đun lại đến nhiệt độ đấy, chúng ta có thể pha sữa cho con được, rất là tiện lợi. Và đối với mình cảm thấy là cái sản phẩm này nó thật sự rất là hữu ích, nó giúp ích cho chúng ta rất là nhiều, và các bạn có thể cân nhắc xem là nên sắm cho mình một em này hay không nhá. Sản phẩm tiếp theo mà mình muốn chia sẻ đến mọi người đấy chính là chiếc nồi nấu cháo chậm. Ở trên thị trường thì mình thấy có rất là nhiều hãng, và các bạn có thể lựa chọn bất kỳ hãng nào mà các bạn cảm thấy là nó phù hợp nhất nha. Lời khuyên của mình chỉ là cái nồi nấu cháo chậm này nó thật sự hữu ích cho chúng ta. Khi mà em bé được tầm 5-6 tháng tuổi sẽ bước vào cái giai đoạn là ăn dặm, đúng không? Và cái công cuộc chế biến đồ ăn cho con nó cũng sẽ cần rất là nhiều các cái công đoạn. Và đối với mình thì cái nồi nấu cháo chậm này nó phù hợp với tất cả các tiêu chí mà mình cần, nhanh gọn và giữ được cái mùi vị cũng như là chất dinh dưỡng cho em bé. Và cái nồi nấu cháo này nó có rất nhiều dung tích, chúng ta có thể lựa chọn để phù hợp cho cái nhu cầu của chúng ta. Và giá cả thì nó cũng không quá là đắt. Như mình mua cái nồi nấu cháo chậm của hãng Bia thì khoảng tầm 300 hơn một tí cho cái nồi có dung tích là 0.8 lít. Và bạn Thỏ nhà mình đến thời điểm hiện tại nhá, là vẫn dùng cái nồi đấy, một ngày vẫn nấu cháo được cho em ăn 3 bữa một ngày luôn. Và mình thấy là nó rất là tiện lợi. Thì các bạn có thể cân nhắc xem, và mình đoán là hiện tại đại đa số là sẽ dùng cái nồi nấu cháo chậm đấy để nấu cháo cho em bé. Và mình nghĩ rằng đó là một sản phẩm rất là tốt, rất là tiện ích luôn. Một sản phẩm rất là thông minh nữa mà mình muốn giới thiệu với mọi người đấy là những chiếc ti giả. Mình biết là cái sản phẩm này sẽ có những rất ý kiến như kiểu trái chiều nhau là nên dùng hay không nên dùng, nhưng đối với mình thì đây là một sản phẩm thật sự là hữu ích. Nó đồng hành với mình trong cái công cuộc là chăm bạn Thỏ từ lúc bé đến khi bạn ấy khoảng tầm hơn một tuổi. Nó giúp cho cái việc ngủ của bạn ấy rất là dễ dàng, bởi vì là mình theo Easy, và mình nghĩ rằng nếu như không có những cái ti giả này thì cái cuộc chiến của mình với những giấc ngủ của con nó sẽ vô cùng là căng thẳng. Có những đêm mà thời gian đầu tầm bạn Thỏ bạn chưa hợp tác với cái này, mình tăng tập cho bạn ấy dùng ấy, thì mình cảm thấy rất là stress, không ngủ được, bởi vì là bạn ấy cũng cáu gắt, bạn ấy không ngủ được ấy. Nhưng mà khi mà bạn ấy hợp tác được với cái ti giả này rồi, và khi bạn dùng ti giả này, khi mà bạn ấy cáu gắt, bạn lên cơn buồn ngủ, chỉ cần cho bạn ấy ngậm ti giả là mấy giây sau bạn ấy sẽ ngủ luôn. Nó như kiểu là một vị cứu tinh của mình trong cái công cuộc là cho bạn ấy ngủ vậy. Thật sự rất là hữu ích. Và có những cái ý kiến là dùng ti giả là sẽ bị vẩu nha, thì mình
mình có một lời khuyên cho các bạn là các bạn đừng nên nghe những lời đấy, bởi vì là vẩu hay không vẩu nó là do cái cấu trúc xương mặt của chúng ta, nó không liên quan đến việc mà chúng ta dùng cái ti giả này mà khiến cho mồm con mình bị vẩu được. Và cái việc mà chúng ta sử dụng ti giả ấy, nó cũng không hề ảnh hưởng gì đến nướu hay lợi hay là răng hàm của con cả, nên là chúng ta cứ mạnh dạn cho con dùng ti giả đi. Mình cảm thấy là cái ti giả nó có một cái ưu điểm rất là hay, đấy là khi mà chúng ta cho con đi máy bay ấy, thì lên cao cái áp suất trong tai nó bị thay đổi đúng không, nó sẽ bị ù tai. Và khi mà cho con dùng ti giả này thì nó sẽ điều chỉnh được cái áp suất trong tai, khiến cho con nó sẽ tránh được cái tình trạng đấy, mà nó sẽ rất là nó như kiểu chúng nó bú mình ấy. Thì khi mà chúng ta đi những nơi công cộng chúng ta không thể cho con bú được, thì cái ti giả nó sẽ là một cái công cụ hỗ trợ rất là tốt. Và cái vấn đề là có nhiều mom thắc mắc là sợ là con mình khi dùng ti giả sẽ bị phụ thuộc vào. Thực ra là không phải, chúng ta sẽ có một cái cách để cho con sử dụng ti giả một cách hợp lý, chứ không phải là lúc nào con nhè mồm ra là chúng ta cũng nhét ti giả vào mồm được. Đối với mình thì mình chỉ sử dụng cho bạn Thao khi bạn Thao buồn ngủ đi ngủ thôi. Đấy, thì bạn Thao không hề có cái dấu hiệu hay biểu hiện là bị nghiện ti giả hay gì cả. Và đến khoảng tầm 1 tuổi hơn một chút là bạn ấy đã tự cài ti giả luôn. Và bạn ấy cũng không, tức là khi đi ngủ bạn ấy cũng sẽ không thèm, không cần ti giả hay là không kiểu quấy khóc gì cả. Tức là rất là nhẹ nhàng. Và mình cảm thấy là cái sản phẩm này nó thật sự đối với mình nó như kiểu là một người bạn của con mình nhá. Và không có nó thì con mình sẽ không thể ngủ được. Và mình cảm thấy rất là biết ơn nó, thật sự là phải dùng từ biết ơn. Sản phẩm tiếp theo mà mình muốn chia sẻ ở đây đấy là về cái cây phơi quần áo. Thực ra nó chỉ là một cái sản phẩm bình thường thôi, nhưng mà trong mắt mình thì nó lại là một cái sản phẩm rất là hữu ích. Bởi vì là như này, mình thì mình không có thói quen là mình sẽ giặt chung hay là phơi chung quần áo với dây phơi của người lớn, là mình sẽ phơi riêng, kể cả những cái đồ lót hay là đồ nhỏ nhỏ của mình cũng thế. Thì mình mua riêng một cái cây phơi quần áo như thế này cho bạn Thao để phơi đồ của bạn ấy thôi. Và cái cây phơi này mình thấy nó rất là tiện, chúng ta có thể phơi được rất nhiều các loại đồ lên đây. Và cái giá tiền mà mua cái cây phơi này nó cũng không đắt, nó dao động từ khoảng tầm hơn 100 đến 300 nghìn gì đấy. Và cái cây phơi này của mình thì mình mua nó là nhựa, vì thế cho nên là nó cũng sẽ không được cứng cáp lắm như là những cái cây phơi bằng inox. Nhưng mà đối với mình thì nó cũng đã rất là hữu ích rồi. Và mình cảm giác là khi mà phơi quần áo cho con mình ở cây này thì nó sẽ được gọn gàng hơn, sạch đẹp hơn. Mình cũng cảm thấy là nhìn nó xinh xinh, nhìn nó hay hay. Nói chung là mình thấy nó là một con đồ rất là hữu dụng. Ok, cái sản phẩm cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đến mọi người ở đây đấy là về chiếc ghế ăn dặm dành cho em bé. Có thể trong mắt nhiều người thì cái ghế ăn dặm nó không quan trọng, có được mà không có cũng không sao. Nhưng mà đối với mình ý, thì cái ghế ăn dặm nó là một cái sản phẩm mà nó như là nó giúp định hướng được cái tư duy của em bé về việc ăn uống. Tức là nó sẽ biết là khi ăn uống sẽ không phải ngồi vào bàn, chứ không phải là chạy nhảy hay chơi đùa hay thế nào cả. Và nó sẽ giúp cho cái bữa ăn của con được diễn ra một cách gọi là nghiêm túc. Con nó sẽ ăn uống một cách nghiêm túc và nó sẽ biết trân trọng đồ ăn. Khi mà con chúng ta ngồi vào chiếc bàn dặm một mình con một bàn này thôi, thì em bé sẽ như kiểu là được làm chủ cái bàn ăn của mình. Và em bé sẽ kiểu là tiếp xúc với thức ăn, sẽ ăn cái món ăn đấy một cách được nó gọi là như nào nhỉ, nó tự nhiên nhất và sẽ cảm nhận được nhiều nhất. Bởi vì là đến bây giờ bạn so sánh là một em bé vừa chạy long tong vừa ăn, một em bé vừa ngồi im vừa thưởng thức món ăn của mình thì nó sẽ khác nhau đúng không? Và mình cảm thấy rằng là mình sẽ vẫn luôn lựa chọn cái bàn ăn đấy dành cho con mình. Đến khi nào mà con có thể tự ngồi được để ăn cơm cùng với gia đình thì thôi. Cái bàn ăn ấy nó vừa như kiểu là một chiếc bàn để ngồi ăn, mà vừa như kiểu một chiếc bàn để con có thể ngồi chơi được. Nên nhiều khi con chơi những trò chơi nhỏ nhỏ, xếp hình hay là xem tranh vẽ hay học những các thứ, mình có thể cho con ngồi ở trên đấy và con có thể tập trung làm cái công việc của mình. Và mình cảm thấy là bạn Thao nhà mình, bạn ấy rất thích ngồi ở trên cái bàn ăn này để ăn cũng như là để chơi những trò chơi của bạn ý. Rất là hay, rất là bổ ích. Và đối với mình thì sản phẩm này nó rất là hữu ích, thật sự như thế. Đó, trên đây là 6 cái gợi ý của mình về những cái món đồ mà trong quá trình mình sử dụng nhá, mình rút ra được là nó, mình cảm nhận là nó thật sự hữu ích. Và mình cũng muốn chia sẻ đến các bạn những thông tin đấy để các bạn có thể tham khảo cũng như là lựa chọn cho mình được những cái sản phẩm tốt nhất trong cái khu vực chăm con. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.